trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Ủy ban Công tác Tài chính Thượng Hải và Cục Quản lý Giám sát Tài chính Thượng Hải. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thông tin, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội khóa 15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó có nhiệm vụ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện các bước để xây dựng trung tâm tài chính. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn phía thành phố bạn chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải. Đồng thời, mong muốn phía bạn chia sẻ các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, các định chế tài chính. Cùng với đó trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng mô hình trung tâm tài chính, các cơ chế chính sách, khung pháp lý, hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến việc xây dựng, quản lý và vận hành trung tâm tài chính. Trao đổi lại với đoàn, ông Tính Á Đông, Bí thư Ủy ban Công tác Tài chính Thượng Hải và ông Đào Xương Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Tài chính Thượng Hải, đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải. Trong đó, lãnh đạo Ủy ban Công tác Tài chính Thượng Hải nhấn mạnh đến vai trò điều phối, phát triển một trung tâm tài chính theo hai định hướng quan trọng, đó là tính chính trị và tính nhân văn. Về thu hút nhân lực, quan trọng nhất là cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Cùng ngày, đoàn đến tham quan Trung tâm Quản lý, ứng phó tình huống khẩn cấp nút giao thông Hồng Kiều và có buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải thành phố Thượng Hải nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý vận hành, ứng phó các tình huống khẩn cấp tại nút giao thông này. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Thượng Hải cho biết để có được một hệ thống giao thông đô thị hiện đại và thuận tiện như hiện nay, phải sử dụng đồng bộ rất nhiều biện pháp. Trong mỗi thành phố, mỗi khu vực đều coi trọng việc nghiên cứu lựa chọn, hoạch định, quy hoạch, xây dựng các cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng các đầu mối giao thông tổng hợp, công trình trọng điểm. Đồng thời khẳng định các dự án quy hoạch đều mang tính linh hoạt, tích hợp, tự chung lại đều vì một mục đích phục vụ nhân dân được tốt hơn. Chiều cùng ngày, đoàn đi thăm, khảo sát thực tế tại trụ sở tập đoàn Senton Metro Thượng Hải. Tại đây, đoàn đến trung tâm chỉ huy điều độ mạng lưới Metro Thượng Hải để nghe lãnh đạo trung tâm giới thiệu về quản lý, điều hành hệ thống này. Sau đó, đoàn đi thực tế tàu điện ngầm số 15, tuyến Metro Thượng Hải với hệ thống lái tự động. Thành phố Thượng Hải có hạ tầng giao thông công cộng rất phát triển. Hệ thống tàu điện Metro hoạt động từ năm 1993 với tới hơn 800 km đường và hơn 500 nhà ga. Đây là hệ thống Metro thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Cùng ngày, đoàn đã đến tham quan, khảo sát thực địa dự án cải tạo đô thị Vịnh Tô Hà, thành phố Thượng Hải. Dự án cải tạo đô thị Vịnh Tô Hà rộng hơn 42.000 m². Đây là dự án kết nối hai bên bờ sông Tô Châu, có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, là điểm gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của thành phố Thượng Hải. Đây cũng là mô hình thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tìm hiểu trong quá trình phát triển đô thị hiện nay của thành phố.